ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអន្សមអាំងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាអន្សមចេកអាំងវិធីក្នុងការធ្វើអន្សមអាំងនេះគឺងាយស្រួលទេចំណែកឯគ្រឿងផ្សំវិញក៏ងាយស្រួលក្នុងការរកទិញដែរចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច ចាននេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើអន្សមអាំងមានដូចជាអង្ករដំណើប 500 ក្រាម ខ្ទិះដូង 400 មីលីលីត្រ ចេកទុំ 1 ស្និត អំបិល កន្លះ ស្លាបព្រា កាហ្វេ ស្ករស 100 ក្រាម សាច់ដូង ស្ទើរ ចាស់ ហើយនិង ស្លឹក ចេក ចំពោះ ស្លឹក ចេក នេះ មុននឹងយើងអាចយកវាមកវេចខ្ចប់បាន គឺយើងត្រូវកាត់វាប្រវែងប្រហែលពី 30 ទៅ 40 សង់ទីម៉ែត្រ រួចលាងទឹកចេញឲ្យស្អាត ចំណែកឯក្បាលស្លឹកចេកក៏យើងត្រូវកាត់ចេញដែរដើម្បីកុំឲ្យវារឹងពិបាកក្នុងការវេចខ្ចប់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះខ្ទះដើម្បីយកស្លឹកចេកនោះទៅស្រុះឲ្យវាឡើងទន់ឬមួយក៏យើងអាចធ្វើវិធីម្យ៉ាងទៀតដោយយកស្លឹកចេកនោះទៅរោលនៅលើភ្លើងហើយនៅពេលដែលវាឡើងទន់ល្អហើយពេលដែលយើងវេចខ្ចប់គឺវាអត់ប្រេះទេដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកការស្រុះស្លឹកចេកបងប្អូនត្រូវដាក់វាត្រ
ចា៎នេះគឺជាអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំរយៈពេលមួយយប់រួចមកហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកវាមកធ្វើអន្សមគឺយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញម្ដងទៀតឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីលាងស្អាតហើយគឺយើងត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផងយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងនឹងចូលទៅ ចា៎បាយដំណើបផុនយើងគឺបានបាយក្របបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវពង្រាយវារួចហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់ចា៎ទម្រាំតែបាយផុនយើងឡើងត្រជាក់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកបកចេកទុកឲ្យហើយ បន្ទាប់ពីបកចេករួចហើយគឺយើងត្រូវយកចេកនោះមកច្របាច់ឲ្យវាឡើងទន់បន្តិចសិនឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវវេចខ្ចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងវេចខ្ចប់អន្សមគឺយើងអាចតម្រឹមស្លឹកចេកផុនយើងបន្តិចទៅរួចហើយជូតវាឲ្យស្អាត
Bần tọa mộc tiết cứ trâu đua bay đầm nạp nâng đã nơ lơ sạc chê chùm nuôn pi sạp rịa bay rư còn lơ nâng bần tạch bần tuôi á sài tơ lơ tùm hôm chê chở bò dương. Rồi hai cư dương trâu bùng rịa bay nô ở vía ban rịp sma lọ, hai cùng krap bếch hai có cùng sạng bếch đài. Rồi hai cư dân trao dọc chết một đặc biệt lỡ bài nu. Bần tọa một tiết cư dân lực sạc chết tiền song kháng, rồi hai dọc bài nu một bao chỗ khía đồng bay rôm chết ở chợt. Bần tọa bị bài đầm nào rôm chết chết hai cư dân trao mù sạc chết bẹp ni. Rôm ruồi hái cứ dương trâu pra con sạp rìa tội muối, một sông cọt bay đầm náu phân dương nâng đầm bay ở rôm chê chật đèn song khang. Bần tọp một tiết cứ dương trâu dọc chơ khlấy khlấy một to sạp chê nút đèn song khang đôi khí nìa. Bà sạc chết phần dương ọt smile khí tế cứ dương ách dọc cần trai mọc đầm râm biếm ảnh tạch bàn. Màn tọp bì dương tọa tiền song kháng ruột hái cứ dương trâu dọc đáy phần dương nâng sẵn cọt lời chết thân ôm đầm bay ở chết rồi bò dương nâng chênh riêng smile bàn lộ. Đôi chân này bông bà ôn trâu bàn tò với chóp rồi hốt đòi dương ọc bay đầm náu cho mùi nâng chết tư. Chà, lần này anh xóm phân dưỡng cứ ban vịt chọc rủi rõ hào hình chân dưỡng nóm khía dọc viết tờ ăn tầng ọc khía. Châm bố ca ăn, bọn bọn ách prao chân kran à kì xin đi đôi khi nhóm chạy có bán, rưu môi có dưỡng ách prao chân kran chung có bán. Châm này ách lưng vĩnh cứ dưỡng ách prao khăn bê tê. Hai cầm lòng bê đầy dưỡng cầm bông tại đá ăn, cứ dưỡng trao ủ xa khá nông ca prai trò lọp đai, đồng bây ở viết cho anh ban sọc lộ. Chà nơ bê đại dương đã ăn, sạc chê phân dương sạc đang bê nhưng chân vì ách bạch bạch ni tạo ấy tê. Ân xóm ăn rồi bò dương cứ thơ rủi rõ hào ý mơ tớ của chân nhằm mẹn tên ở lâu dương nôm khí một mơ hẳn khăn ông tầng ọ khí ní thả táo vì dạng mạch vinh. Cứ khơi tha sạch bay đầm nào rồi bò dương nâng cứ cho ân lộ mẹn tên, chùm này ai cầm rạc vĩnh cứ lùm mồm tay mà đồn. Sạch bay đầm náp có tốn, hơi chê có bàm, cứ chân anh mến tên. Nhưng vì thi khăn ông ca thua ơn xóm án, cứ miên tay bản năng anh, hơi có xóm ọ cốn trong bộ cam mơ video mùi ni, chăm chụp khăn ông video bản tọp tiệt, chung riệp lia.